Chào Nị, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một phát minh thú vị. Nị biết không, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Trung Văn Hồng Kông vừa cho ra mắt một loại robot dẻo quẹo có thể dễ dàng đi vào trong cơ thể người nhằm lấy những dị vật bên trong đường tiêu hóa. Thì mấy con robot này nè, nó có từ trường bên trong nó và sẽ được điều khiển bằng cái nam châm bên ngoài cơ thể. Nguyên tắc đơn giản thôi, tại nó dẻo nên nó sẽ dễ dàng đi qua các cơ quan nội tạng mà không gây tổn thương cho cơ thể. Thì khi phát hiện dị vật, nó sẽ ăn cái dị vật đó, đúng nghĩa là ăn luôn á, Nị thấy không? Rồi mang cái dị vật đó ra khỏi cơ thể. Nhưng mà nhìn hơi ghê đúng không Nị? Kiểu như phim Venom vậy. Không biết tại sao họ không có làm màu hồng hoặc là màu trong suốt cho nó nhìn thân thiện hơn. Hoặc có thể nha, đang trong giai đoạn thử nghiệm nên người ta làm màu đen để bảo vệ những cái hợp chất bí mật bên trong con robot này. Cô cũng không chắc nữa. Dù nó xấu xí nhưng mà phải công nhận là nó sẽ có ích cho mình. Hy vọng là có thể ứng dụng nó vào thực tế với một diện mạo thân thiện với bệnh nhân hơn anh Nị ha. Như vậy thì sẽ giúp được nhiều người lắm đó. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.